Xin chào các bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hà Thành Car Happy Car. Tiếp tục lại cập bến thêm một mẫu sản phẩm SUV gầm cao trong phân khúc máy động cơ 1.5 lít tiết kiệm nhiên liệu. Đó chính là dòng sản phẩm Toyota Rush phiên bản 1.5S số tự động, sản xuất 2021 và mới chỉ đi 58.000 km thôi các bạn. Tư nhân một chủ từ mới và có màu ngoại thất là màu trắng, nội thất bên trong là màu đen. Và gần như là vẫn còn nguyên bản từ đầu khi mua mới nha các bác. Và chiếc xe này hiện tại Hà Thành Car đang chào bán với mức giá là hơn 500 triệu. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp em nha. Xem xe trực tiếp tại 279 Phạm Văn Đồng. Về phía đầu xe thì chúng ta sẽ có thiết kế của một chiếc xe SUV gầm cao rất là thể thao và phải nói là đẹp nhất phân khúc các bác nhá. Cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander hay là Suzuki Etiga. Chúng ta sẽ có một cụm đèn pha cốt dạng LED này, LED 3 khoang hay là đèn gầm và LED định vị ban ngày. Đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái lưới tản nhiệt cỡ lớn này, gồm 4 thanh ngang, nhìn chiếc xe trở lên hầm hố cũng như là thể thao hơn rất là nhiều. Sang phía thân xe thì chúng ta sẽ có thiết kế dạng mui bay trên Toyota Rush phiên bản 1.5S và sở hữu khối động cơ 1.5 lít kết hợp với công nghệ đua VVTi giúp cho chiếc xe này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, 100 km chỉ hết khoảng 7 lít thôi các bạn. Về phía mâm xe thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ mâm phay xước hai màu lên tới 17 inch kèm theo một dàn lốp nguyên bản theo xe được sản xuất vào năm 2021. Chúng ta có gương chỉnh điện, cục điện và gập điện và sẽ tích hợp xi nhan LED ở bên trên gương các bác nhá. Gương rất là to bản và rất là rộng. Bác chủ cũng đã lên cho chiếc xe này dán phim, trải sàn và camera hành trình rồi. Chúng ta vẫn có thanh nẹp nóc bên trên này giúp cho chiếc xe nhìn trông rất là thể thao. Ra phía đuôi xe thì chúng ta sẽ thấy nổi bật lên đó chính là hai cụm đèn hậu dạng LED, logo Toyota to bản, camera lùi và hai cảm biến lùi phía sau. Đặc biệt là một không gian dung tích cốp phải nói là rất là rộng các bác nhá. Xe thì cũng mới về nên là em cũng chỉ dọn dẹp qua thôi. Đây là những đồ mà bác chủ để nguyên bản lại, gồm có che nắng này, thảm sàn từ nhà máy này, hay là gối tựa đầu. Và bác chủ cũng rất là giữ gìn. Ghế này thì các bác không dùng thì có thể gập lên nhá, tạo lên một cái không gian dung tích cốp phải lên tới hơn 500 lít các bác ạ, phù hợp cho những quý anh chị đi những cung đường hành trình dài. Và đặc biệt là chiếc xe này có khoảng sáng lên tới 22 cm và dẫn động cầu sau, cho nên là đi qua những điểm G hay là đi những cung đường khó thì vượt qua một cách rất là dễ dàng. Cùng em Nghĩa vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe sau khoảng hơn 3 năm sử dụng nhá. Và trong khoang nội thất của chiếc xe thì chúng ta sẽ thấy nổi bật ngay lên đó chính là tông màu chủ đạo là màu đen nguyên bản theo xe các bác nhá. Em sẽ nổ máy lên. Đó, các bác thấy tiếng nổ máy nó có êm không ạ? Điểm xuyết màu chủ đạo là màu đen thì chúng ta sẽ có hai cái đường viền màu kem kèm theo đó là viền mạ chrome rất là sang trọng. Xe đã được trang bị thêm màn hình 7 inch có tích hợp Android Auto và Apple CarPlay, điều hòa tự động nhá. Và chúng ta có hộp số tự động 4 cấp này. Vô lăng được bọc da, cần số bọc da. Phải nói là các chi tiết nhựa sau khoảng 3 năm sử dụng rất là mới. Ghế nguyên bản là ghế nỉ. Bác nào mà có nhu cầu về bọc da thì có thể lên cho chiếc xe này thêm nhá. Tùy chọn loại da cao cấp hay là loại da bình thường. Tai ghế và hông ghế vẫn còn rất là giữ form các bác ạ. Ngồi cũng tương đối là thoải mái. Chiếc xe này dẫn động cầu sau, cho nên so với những chiếc xe MPV ở thời điểm hiện tại thì sẽ có điểm khác hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có một cái lực đẩy rất là khỏe khi mà tải nặng và đi những cung đường khó. Vô lăng 3 chấu cũng được bọc da và order zin cho chiếc xe là 58.000 km full lịch sử bảo dưỡng hãng các bác nhá. Và hiện tại thì đối với hệ thống an toàn thì xe này cũng sẽ được trang bị 6 túi khí và nhập khẩu Indonesia các bác nhá. Em sẽ ngồi rất thoải mái ở hàng ghế phía trước này, sau đó ra hàng ghế phía 2 để xem chiếc xe này có được rộng rãi hay không nhá. Ra hàng ghế thứ hai thì các bác thấy được cái sự rộng rãi trên chiếc xe này. Chúng ta vẫn có được cửa gió điều hòa phía sau này và 3 tốc độ gió nhá. Đèn trên cao và một cái hàng ghế mà có thể gập ngả được các bác ạ. Rất là thoải mái luôn. Đi những chuyến hành trình dài thì sẽ không bị mệt. Kèm theo đó là chúng ta sẽ có cổng sạc 12V này, rất là tiện lợi, khay để cốc nhá. Đó, chúng ta có những khay mà nhét đồ này hay là khay để cốc. Chúng ta có lên xuống kính này. Và đây là một trong những mẫu SUV phải nói là thực thụ luôn các bác ạ. Không gian ngồi đối với những hàng ghế của Toyota thì luôn rộng rãi và điều hòa thì mát cực kỳ là sâu luôn. Và hiện tại Hà Thành Car đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 568 triệu đồng và vẫn còn thương lượng thêm được các bác nhá. Tư nhân một chủ từ mới Và đối với bác nào mà đang cần tìm một chiếc xe mà dẫn động cầu sau, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, chi phí sử dụng thấp và màu trắng thì hãy đến xem xe tại 279 Phạm Văn Đồng và chốt đơn nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điện thoại hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.